Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lực lượng kiểm lâm nỗ lực chữa cháy cứu quần thể Pơ Bù lớn nhất huyện Văn Bàn. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. 4 tháng đầu năm thu ngân sách tăng nhưng chưa đạt so với kỳ vọng. Trong phần tin quốc tế, Hamas và Fatah đối thoại hòa giải. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, ngày tôn vinh những người lao động, lực lượng nòng cốt đi đầu, trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Tại Việt Nam, từ những năm đầu của thế kỷ 20, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, giúp công nhân lao động Việt Nam hiểu rõ phong trào cộng sản, công nhân, công đoàn thế giới, nhất là về cách mạng tháng 10 Nga và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Kể từ sau năm 1975, ngày quốc tế lao động ở Việt Nam càng có ý nghĩa khi diễn ra ngay sau ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Đây là dịp giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm đi theo con đường cách mạng do Đảng và Bác đã lựa chọn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 2.722 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Dù tăng mạnh nhưng con số này vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Rất nhiều khó khăn ở những lĩnh vực trụ cột cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để tăng thu ngân sách. Với số thu đạt 522 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước, thu từ sử dụng đất là điểm nhấn cho bức tranh thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Sau hơn 2 năm đóng băng, thị trường bất động sản đã có những tín hiệu khởi sắc. Nhiều khu đất được tổ chức ban đấu giá có sức hút lớn đối với nhà đầu tư và cả những người mua ở thực. Từ lúc mà đấu giá xong đến cái lúc mà giao dịch thành công thì nó chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một tháng thôi. Và đa số những cái khách hàng mà mua những cái sản phẩm như thế thì là họ có nhu cầu thực và về ở thật. Dù tăng trưởng, nhưng theo đánh giá, ở một số lĩnh vực kinh tế trụ cột vẫn gặp nhiều khó khăn. Điển hình như hoạt động xuất nhập khẩu, đa số các mặt hàng xuất khẩu là nông sản, dù tăng mạnh về giá trị kim ngạch, nhưng không đóng góp nhiều vào số thu ngân sách do được miễn giảm thuế. Còn trên lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào, khiến các nhà máy chỉ duy trì từ 60 đến 70% công suất. Bên cạnh những cái vấn đề là khách quan thì cũng có những vấn đề chủ quan. Ví dụ như là vấn đề về công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện nay các cái khai trường, các cái dự án khai thác chế biến khoáng sản, kể cả lĩnh vực thủy điện cũng có nhiều vướng mắc về lĩnh vực là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, vấn đề về thủ tục về đất đai. Dự báo số thu ngân sách nhà nước của Lào Cai thời gian tới sẽ khởi sắc hơn, chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Ở lĩnh vực công nghiệp, dự kiến nhà máy gang thép Lào Cai trở lại hoạt động sau hơn 2 năm đóng cửa sẽ đóng góp tích cực vào nguồn thu. Đặc biệt, tỉnh đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả, nhất là ở lĩnh vực trụ cột. Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó coi thế là cải cách các thủ tục hành chính, doanh nghiệp được tiếp cận được các cái nguồn lực về đất đai, tức là từ cái việc mà tiền sử dụng đất, trong đó coi thế có công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tổ chức các cái xúc tiến thương mại và tham gia các cuộc hội chợ, hội thảo, hội chợ để coi thế là các doanh nghiệp coi thế tiếp cận với các cái nhà đầu tư mới hoặc là các cái bạn hàng chiến lược. Lào Cai cũng đang tăng cường kết nối với phía Trung Quốc nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động xuất nhập khẩu, cải thiện năng lực thông quan hàng hóa, nhất là đối với các mặt hàng đóng góp lớn vào số thu ngân sách. Với các giải pháp đang được quyết liệt triển khai, kỳ vọng cán đích số thu đạt 12.800 tỷ đồng trong năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, du khách đến Lào Cai dịp này đều rất quan tâm đến các sản phẩm nông sản của tỉnh, nhất là các sản phẩm OCOP. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5,
giá các sản phẩm nông sản của Lào Cai cũng không có nhiều biến động. Du khách có thể tìm mua những đặc sản để làm quà cho bạn bè người thân như chè hoa cúc, chè dây, rào cổ lam, cà gai leo, quả la hán với giá từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng một gói. Hoa đu đủ được sấy khô giá 300.000 đồng một gói. Kỳ từ đỏ sấy khô có giá dao động từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng một kg. Táo mèo khô, chuối hột sấy khô giá 80.000 đồng đến 120.000 đồng một gói. Hạt dổi rừng dùng để chữa ho, ngâm rượu, xoa bóp, trị phong thấp có giá trị cao, giá từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 200.000 đồng một kg. Cùng với đó, đặc sản địa phương nổi tiếng như gạo sén củ Ba Sát có giá 155.000 đồng một gói 5 kg. Tương ớt Bường Khương có giá 50.000 đồng một chai 500ml. Mật ong tiêu chuẩn Ô Cốp 3 sao có giá 150.000 đồng một hũ 350ml. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Bàn nhận được thông tin xuất hiện điểm cháy tại tiểu khu 513 thuộc địa bàn xã Khánh Yên Trung. Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng tập trung chữa cháy rừng. Thời điểm xuất hiện đám cháy, khu vực huyện Văn Bàn có gió phơn hoạt động, nhiệt độ ngoài trời cao. Vị trí xảy ra đám cháy chủ yếu là lau lách, cây bụi, gỗ mục, có nhiều nguy cơ bùng lên dữ dội vào bất cứ thời điểm nào. Tiếp giáp với đó là khu vực rừng phòng hộ, nơi có quần thể pơ mu tái sinh đang sinh trưởng. Triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời, các lực lượng đã phát đường băng cản lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Với nỗ lực của các lực lượng, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, giữ an toàn cho khu vực rừng phòng hộ. Tiếp theo là các tin tức về an ninh trật tự, an toàn giao thông mới được cập nhật. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ thành công 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin. Bỏ từng cái một ra. Khoảng 18 giờ 55 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024, tại khu vực km 4, quốc lộ 70 thuộc tổ 30 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an phường Lào Cai bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm Giàng A Dơ sinh năm 1996, Giàng A Tính sinh năm 1984, cả hai cùng trú tại bản Nậm Xả, xã Mường Long, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, và Giàng Thị Xóa, sinh năm 1995, trú tại thôn Cốc Lầu, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tại cơ quan công an, bước đầu 3 đối tượng khai nhận đang trên đường mang ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5 triệu 500 nghìn đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Tú, sinh năm 1986, trú tại thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 30 tháng 4, trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác công an huyện Ba Sát phát hiện 3 xe mô tô chạy với tốc độ rất nhanh hướng thành phố Lào Cai, Ba Sát. Đến km 27+500, tỉnh lộ 156B, cả 3 phương tiện không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông và thực hiện hành vi thông chốt. Xe thấy hành vi nguy hiểm, lực lượng cảnh sát không truy đuổi và tiến hành quay clip hình ảnh để truy xét. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được 3 đối tượng gồm Phan Láo Tả, sinh năm 2004, ở thôn Suối Trải, Lý Láo Lở, sinh năm 2005, thôn Láo Sáng, và Chảo Láo Lở, sinh năm 2005, thôn Tả Trang, cùng xã Phìn Ngan, huyện Ba Sát, lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận hành vi vi phạm, gồm không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe, tự ý thay đổi đặc tính phương tiện. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Ba Sát đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, làm căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ độc hại nguy hiểm. Thời gian qua, các đơn vị sản xuất, người lao động và sử dụng lao động đã quan tâm nhiều hơn đến các biện pháp đảm bảo an toàn, chủ động phòng tránh rủi ro có thể xảy ra. Làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Babini Việt Nam, hàng ngày chị Ngô Thị Hằng trực tiếp vận hành máy may công nghiệp, thường xuyên phải tiếp xúc với tiếng ồn, nguy cơ bụi mịn. Được công ty quan tâm trang bị bảo hộ, chị Hằng cũng luôn ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn trong sản xuất để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân. Toàn bộ công nhân là phải đeo khẩu trang và đi dép toàn bộ, không được đi chân đất để đỡ ảnh hưởng đến điện, nguồn điện xung quanh.
tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Lào Cai, môi trường làm việc luôn tiềm ẩn nguy cơ cao. Do vậy, công ty yêu cầu các cửa hàng nghiêm túc chấp hành quy định về phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra chất lượng, định kỳ thay thế thiết bị, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định. Quan tâm đến chăm sóc sức khỏe như là khám chữa bệnh định kỳ, rồi khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, rồi là những cái các chế độ như bảo hộ lao động, ăn ca, độc hại, rồi là các cái chế độ như thăm hỏi, ốm đau, có một cái điều kiện như cái công tác hoạt động sản xuất một cách tốt nhất. Năm 2023, toàn tỉnh có hơn 5.600 người được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, hơn 8.000 lao động được khám sức khỏe định kỳ, 36 đơn vị cơ sở thực hiện quan trắc môi trường lao động, gần 28.300 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo sử dụng. Tổng nguồn lực huy động cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động trong năm qua là gần 27 tỷ đồng. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động thì được chúng tôi tổ chức thường xuyên, liên tục duy trì để đảm bảo hiệu quả, đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Tháng công nhân đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và đã xây dựng cái kế hoạch với tinh thần rất cao, với quyết tâm là đưa nghị quyết vào cuộc sống, đoàn kết, đảm bảo vệ sinh an toàn những người lao động và cảm ơn công nhân. Sức khỏe người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp. Do vậy, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động được các doanh nghiệp, đơn vị ngày càng chú trọng hơn. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, thúc đẩy sự phát triển chung của doanh nghiệp. Tại khoản 1 điều 33 Nghị định 136 của Chính phủ quy định các đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, bao gồm người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định, thành viên đội đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan tổ chức cơ sở có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Tiếp theo chương trình, Quảng Ngãi phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn. Giá cả hàng hóa Lào tiếp tục tăng cao. Cùng với việc mở rộng vùng nguyên liệu, tỉnh Điện Biên đang tập trung xây dựng thương hiệu cà phê Arabica Điện Biên. Cây cà phê Arabica được đưa vào trồng ở Điện Biên từ những năm 90 của thế kỷ trước, tập trung nhiều tại huyện Mường Ảng, vựa cà phê Arabica lớn nhất vùng Tây Bắc. Cà phê Arabica Mường Ảng được trồng ở độ cao từ 700 đến 1.700 mét so với mực nước biển. Khí hậu đặc trưng và thổ nhưỡng màu mỡ phù hợp giúp cây cà phê cho hạt có hương vị riêng biệt. Hiện địa phương có gần 2.200 hectare, tổng sản lượng cà phê ước lên đến trên 30.000 tấn. Người dân Mường Ảng đang sử dụng hiệu quả Internet và thương mại điện tử để bán sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm cà phê Điện Biên giờ đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và xuất khẩu. Quảng Ngãi đang từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn nhằm tạo việc làm và gia tăng thêm thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, để những loại hình du lịch này trở thành động lực trong xây dựng nông thôn mới, cần có sự quan tâm hỗ trợ từ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp làm du lịch. Không có di tích lịch sử hay các công trình văn hóa lớn, thôn Bình Thành, xã Hành Nhân tạo ấn tượng với bức tranh làng quê thơ mộng yên bình, với cánh đồng lúa bao quanh làng, những hàng cau thẳng tắp, con đường hoa rực rỡ. Đây là điều kiện thuận lợi để xã Hành Nhân phát triển du lịch cộng đồng. Từ ngày mà có du lịch cộng đồng thì các chị em ở trong thôn cũng tập trung lại làm mỗi người mỗi tay về các sản phẩm. Người thì làm bánh ít, người thì làm bánh xèo, người làm bánh ướt. Còn riêng bản thân thì mình làm bánh su xe. Qua du lịch cộng đồng thì mình quảng bá các sản phẩm của mình. Tận dụng lợi thế những cánh đồng rau để phát triển du lịch,
lại là cách làm của người dân thôn An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Để phát triển du lịch bền vững, các loại rau cũng được canh tác thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Không khí rất là trong lành. Những vườn rau xanh mướt thấy thay đổi không khí hoàn toàn so với không khí ở thành phố. Và đặc biệt người dân ở đây rất là hòa hảo, người ta thân thiện lắm. Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó khuyến khích phát triển du lịch nông thôn theo mô hình du lịch miệt vườn, du lịch cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân tham gia và làm du lịch, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Chúng tôi đang tập trung kết nối các cái điểm du lịch này cùng với các sở ngành liên quan, các địa phương để làm sao chúng ta có cái lộ trình làm việc và tham mưu ban hành các cái chương trình du lịch này gắn với các sản phẩm ô cốp đặc thù của địa phương và gắn với việc xây dựng nông thôn mới, thì khi đó các cái điểm du lịch nông thôn mới thực sự phát huy được hiệu quả. Du lịch nông nghiệp đang mang lại sắc thái mới, sức sống mới cho khu vực nông thôn Quảng Ngãi. Cùng với việc tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, địa phương khuyến khích người dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời giữ gìn nét văn hóa truyền thống, xây dựng hình ảnh du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đại diện của phong trào Hamas và Fatah mới đây đã tới Bắc Kinh để tham gia các cuộc thảo luận sâu sắc và thẳng thắn nhằm thúc đẩy hòa giải giữa các phe nhóm Palestine. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định cả Hamas và Fatah đều thể hiện đầy đủ ý chí chính trị để đạt được mục tiêu hòa giải thông qua đối thoại và tham vấn. Hiện lực lượng Hamas đang kiểm soát giải Gaza, trong khi Fatah là phong trào chính trị do Tổng thống chính quyền Palestine đứng đầu ở khu vực bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Chuyến thăm này đánh dấu lần đầu tiên một phái đoàn Hamas tới Trung Quốc kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel leo thang ở Gaza. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại Bắc Kinh, đại diện của cả Hamas và Fatah đã thảo luận nhiều vấn đề đặc biệt và đạt được tiến triển tích cực. Tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 đang trong giai đoạn ổn định và tiềm năng phát triển rất đa dạng. Đây là nhận định được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực được công bố tại Singapore. Cụ thể, báo cáo của IMF đã nâng dự báo tăng trưởng khu vực năm 2024 lên 4,5%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với 6 tháng trước đó. Năm 2023, kinh tế khu vực đã tăng trưởng đáng ngạc nhiên trong nửa cuối năm, đưa mức tăng trưởng cả năm lên 5%, cao hơn đáng kể so với con số 3,9% của năm 2022 và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự kiến tăng trưởng khu vực tháng 10 năm 2023. Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á chiếm phần lớn trong số những bất ngờ về tăng trưởng tích cực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào vừa công bố báo cáo cho biết tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 4 vẫn ở mức 24,9%, không khác nhiều so với tháng trước ở mức 25%, trong khi giá trị hàng hóa vẫn tiếp tục tăng cao. Theo báo cáo, các nhóm hàng có tỷ lệ lạm phát cao ở Lào là quần áo, giày dép tăng tới 37,6%. Tiếp đó là nhóm hàng chăm sóc sức khỏe và y tế tăng 36,1%, nhóm nhà hàng và khách sạn tăng 35,3%. Dự báo trong thời gian tới, giá hàng hóa ở Lào vẫn có xu hướng tăng do các yếu tố nội tại như khả năng can thiệp thị trường tỷ giá còn hạn chế, việc thúc đẩy sản xuất trong nước cần thời gian, biện pháp quản lý giá hàng hóa còn nhiều bất cập, yếu kém, cùng với các điều kiện bên ngoài như xung đột khu vực và quốc tế ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa nhập khẩu của Lào. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị phạt $9,000 với tội danh coi thường tòa án, đồng thời bị buộc phải gỡ nhiều nội dung vi phạm trên mạng xã hội. Theo đó, thẩm phán tuyên bố sẽ xem xét phạt tù cựu lãnh đạo Mỹ nếu ông này tiếp tục vi phạm lệnh cấm phát ngôn liên quan đến phiên tòa đang diễn ra tại bang New York. Theo thẩm phán, mức phạt trên có thể không đủ để gian đe, song ông không có thẩm quyền áp đặt mức phạt cao hơn. Trước đó, thẩm phán đã áp đặt lệnh cấm phát ngôn nhằm ngăn chặn ông Trump chỉ trích các nhân chứng liên quan đến vụ xét xử. Cụ thể, ông Trump bị phạt $1,000 cho mỗi bài đăng trong tổng số 9 bài viết mà thẩm phán cho rằng đã vi phạm lệnh cấm phát ngôn. Thẩm phán cũng đã yêu cầu cựu Tổng thống Trump phải xóa những tuyên bố vi phạm khỏi tài khoản mạng xã hội và trang web vận động tranh cử.
Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 1 tháng 5 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây không mưa, gió nhẹ, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thông tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.